tiểu hoa đỉnh lưu này bên ngoài thì cao lãnh kiêu ngạo ai biết được về nhà việc đầu tiên là cởi quần áo thấy chồng là liền kề sát tối hôm nay chồng cô gái này không ở nhà ngồi trước bàn chăm chủ trang điểm rồi mở điện thoại lên hít một hơi thật sâu xin chào mọi người hôm nay chồng tôi không có ở nhà thì chúng ta hãy quẩy lên đi hóa ra hôm nay nữ chủ phải lít nữ chủ thấy rất nhiều bình luận muốn tiến gần đến xem họ nói gì vừa tiến gần đến xem mẹ ơi không ngờ mọi người đều đang mắng cô dùng mặt giết người vẻ đẹp này suy chút nữa khiến tim gan lão tử tê liệt rồi trong nháy mắt nữ chủ đã vội vàng lùi về phía sau bỗng nhiên chị đang gửi tin nhắn đến nói phải cảm ơn quà tặng của fan nữ chủ ngẩng đầu xem 100 cái tên lửa 300 cái tàu ngầm 500 cái tòa nhà chọc trời khiến cho phòng lít Sức nữ chủ hận. nhanh chóng cảm ơn mọi người tôi có tiền mọi người không cần tặng quà tôi sau khi thích ứng với cơn hoảng loạn vừa rồi nữ chủ lại trở nên thanh lịch và bình tĩnh xem trở lại xem những trò trêu chọc của mọi người nữ chủ ứng phó nhẹ nhàng cảm ơn được một lúc nữ chủ đột nhiên không nói gì nữa mặt có chút ngại mà đỏ lên phòng lít đứng hình trong giây lát tôi lắc rồi sao hóa ra có một nick tên tam lực mỹ nhân một đêm vài lần nữ chủ bỗng nhiên nhờ đến đêm mây mưa đó cùng với chồng trong lòng vậy mà còn lặng lẽ đếm xem mọi người cũng dần chú ý đến tên nick đó rồi cũng hòa vào chiêu cậu xem cậu khiến tam lực đỏ mặt rồi cậu thực sự quá giỏi rồi nữ chủ tức giận hả mâu một cái không cảm ơn nữa mọi người cho dù tặng đến phá sản tôi cũng không cảm ơn chị đang gửi tin nhắn đến nói không sao em nên hất xót rồi cùng với lúc đó có một người đàn ông không nên xuất hiện lại xuất hiện ở sân anh bay. Anh ấy vừa đi vừa lướt điện thoại, đột nhiên dừng lại, ha lên một tiếng. Hóa ra anh lướt được một bài Weibo. Nói bọn họ là vợ chồng già, chỉ có nữ chủ một mình lít, lên hát sớt cũng là mua. Việc này nam chủ có thể nhịn được liền bỏ qua. Vì anh đang trên đường mau về nhà để nhận lời chỉ trích của ôn lão sư. Nói xong liền ngân nga một bài hát bước đi, Nghị điển tí nữa sẽ nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của nữ chủ liền. Nữ chủ xuống. lít cũng sắp đến khuya. Cô là một mỹ nữ nên vốn chẳng sợ mặt mộc, vậy mà tẩy trang luôn trên lít. Hôm nay vẽ mắt có chút đậm, phải đặt bông tẩy trang lên 30 phút. Tang 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 đắp bông tẩy trang lên mà cô vẫn đùa với mọi người. Bỗng nhiên cô thấy mình như này có chút ngốc, liền vội mở một bài hát lên. Cơ thể vậy mà bất giác lắc theo điệu nhạc. Nữ chủ càng ngày càng sung, nghĩ đến việc chồng bỏ cô lại rồi một mình đi ra ngoài tiêu du, thì cô lại càng ngày sung hơn. Không có đàn ông ở nhà thì sao nào, không có thì tôi phải sung hết cỡ. Một người thì không thể thua được, sau đó thì cô lại buông thả bản thân hơn. Mọi người cũng không nhịn được mà bình luận liên tục. Chị có còn nhớ chị là một minh tinh không? Bỗng nhiên, hóa ra là chồng cô về rồi. Trong phòng ngủ hát như vậy, nam chủ mở cửa ra liền ngơ ngác. Đây có còn là nữ minh tinh cao lãnh không? Tôi thực sự càng ngày càng thích em rồi. Nam chủ cứ như vậy lặng lẽ nhìn nữ chủ cháy hết mình. Cô không biết rằng trong phòng clip đang điên cuồng bình luận, chồng chị đang đứng trước cửa nhìn chị đó, đừng có mà sung nữa nữ chủ nhảy mệt rồi liền nói đợi tôi rửa mặt để xem mọi người đang nói gì nam chủ nhẹ nhàng đóng cửa lại rửa mặt xong vừa mở mắt ra xem liền không nhịn được mà thốt lên cứng nhắc quay người lại hai người bốn mắt nhìn nhau không khí bỗng nhiên im lặng nữ chủ lắp bắp nói sao anh lại về nhà rồi sau đó nữ chủ làm sao mà giải thích việc làm ngại ngùng này đây